Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Là hắn, Phục Hy. Hắn đã về thế giới mẹ rồi. Có lẽ là Minh Vi đã phát tín hiệu cầu cứu. Phục Hy sau khi nhìn thấy, nhanh chóng đến cứu viện. Xem ra bọn họ đã an toàn rồi. Người mà ngươi muốn tìm đã đi đến Nê Sơn rồi. Ngươi còn cần mua tin tức gì khác hay không? Giả sử như là thân phận của nam tử tóc đỏ kia thì cần thêm 50 thân. Nói, người đàn ông tóc đỏ kia là Hợp Âm, là người của tộc Hữu Hùng, xuất thân từ thiên thủ các, đứng trong số 3.000 người cuối cùng ở trong thiên thủ các. Thế nhưng người này cực kỳ xuất sắc, thông thạo sử dụng một thanh kiếm lưỡi rồng. Tín vật bị ngạn của hắn là 6 bộ thiên long quỷ phủ, thiên long quỷ thủ. Theo như ta được biết, tộc Hữu Hùng cũng là đại tộc ở trên thế giới mẹ. Thử Minh, các người thu thập những tin tức này không sợ Hiên Viên vệ trả thù hay sao? Trả thù Thử Minh chúng ta sao? Bọn họ còn chưa có năng lực này. Được rồi, ta đã hiểu rồi, thế thì xin cáo từ. Hẳn là vị công tử này nhớ rõ quy tắc của chúng ta chứ nhỉ? Nếu phá hoại quy tắc sẽ bị Thử Ninh chúng ta truy sát không chết không thôi. Xin công tử hãy ghi nhớ quy tắc này. Hiểu rồi. Nhìn thấy Yên Nhi và Minh Vi bọn họ an toàn, cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Là Trình Huỳnh, có thăm dò được tin tức hữu dụng hay không? Đa tạ Hoa Bắc Huỳnh đã chỉ dẫn ta đến nơi này. Vậy thì tốt quá, đúng là trên thế giới này không có tin tức nào mà Thử Minh không biết. Không biết tiếp theo đây, La Trinh Huynh có dự định gì hay không? Dự định thì... Nếu La Trinh Huynh vẫn chưa nghĩ ra, chỉ bằng hãy ở lại Thiên Dung Thành từ từ suy nghĩ. Ta ngược lại có thể tìm cho Huynh một nơi ngừng chân. Chỉ cần La Trinh Huynh không ngại là được rồi. Nại Hoa Bắc này nhìn cũng không giống như là người nhắm hiểm xảo quyệt, còn giúp mình. Dù sao cũng vẫn chưa nghĩ ra kế hoạch tiếp theo, chỉ bằng làm quen với Huynh trước. Vậy thì làm phiền Hoa Bắc Huynh rồi. Được thôi. La Trinh Huynh, đến ngay cả Thử Minh cũng không biết. Xem ra là rất xa lạ với thế giới mẹ rồi. Huynh từ đâu đến vậy? Ta chỉ là người bất ngờ đi đến nơi này. Còn về việc đến đây, không đáng để nhắc tới. Được rồi, nếu như Huynh đã không muốn nói, ta cũng không hỏi. Dù sao ai cũng có bí mật của riêng mình, đúng không? Đa tạ Hoa Bắc Huynh đã hiểu. Để ta giới thiệu với ngươi một chút. Từ khi đi vào Tam Điệp Quan, từ Hoang Mạc Xích Dương đến Thành Thiên Dung, còn có Thành Cẩm Bình Nguyên, đều thuộc phạm vi của Thiên Đô Châu. Thiên Đô Châu? Đúng vậy, thế giới mẹ mặc dù được xưng như là thế giới trình thể, nhưng mà trên thực tế là mỗi châu ở một thế giới. Giữa châu và châu bình thường đều sẽ ngăn cách. Đại đa số hay là thậm chí các châu, các chân thần đều rất khó vượt qua một châu lớn. Diện tích của Thiên Đô Châu cực kỳ rộng, mà Thành Thiên Dung này chỉ là một thành nhỏ ở trong đó. Những đội buôn lớn kia làm một ván cầu lớn, tất cả phi thuyền cỡ lớn ở thành Thiên Đô này sau khi lấy được cứu tế đơn giản sẽ nhanh chóng đi về nơi cần tiếp theo, Không biết là Nê Sơn danh tiếng nãy nừng thuộc châu nào, cách nơi đây có xa hay không? Nê Sơn nằm ở Đại Đạo Châu, cách Thiên Đô Châu chúng ta cực kỳ xa, chắc là Na Trinh Huynh muốn đi đến Nê Sơn. Ngược lại cũng không phải, chỉ là tò mò mà thôi. Các chân thần đại viên mãn, bình thường như chúng ta không có tư cách đi từ châu này qua châu khác. Trừ phi có thể gia nhập vào tông môn cấp châu nào đó thì mới có được tư cách này. Vậy Nê Sơn có xem như là tông môn cấp châu hay không? Nê Sơn chắc chắn không phải là đối với các nhân thần thuộc Nê Châu, Nê Sơn chắc chắn không phải. Đối với các chân thần bọn ta thì tồn tại như Nê Sơn chính là thế lực lớn cấp truyền thuyết. Tông môn cấp châu mà ta nói chính là thế lực quản lý một châu. Ví dụ như là Đạo Kiếm Cung. Vì Tam Điệp Quan mà Thiên Đô Châu trở thành cánh cửa rời khỏi thế giới mẹ. Nơi đây không được phép nằm dưới sự quản lý của bất kỳ tông môn nào cả. Phạm vi mà Đạo Kiếm Cung phụ trách trông coi chính là Thất Tinh Châu bên cạnh Thiên Đô Châu. Vậy làm sao gia nhập Đạo Kiếm Cung? Thật không dám giấu, tâm nguyện cả đời của tiểu đệ chính là gia nhập Đạo Kiếm Cung. Mặc dù hàm long Đạo Kiếm Cung có chừa ra vài suất cho Thiên Đô Châu, nhưng mà về cơ bản chẳng thể nào đến tay Thiên Đô Thành. Người Thiên Đô Châu chúng ta muốn gia nhập vào đó thật sự là quá khó. Có điều, cách đây một tháng ta lấy được một tin tức. Ở phía tây, Thành Cẩm Bình Nguyên này từng có thiên na vệ của Đạo Kiếm Cung chết tại một trong những cái hang ở đó.
Nếu có thể lấy được áo mộ của thiên na vệ này thì sẽ chiếm được một tư cách gia nhập vào đạo kiếm cung. Nếu huynh đã có được tin tức này thì chắc cũng từng hành động rồi. Đương nhiên ta từng tới đó nửa tháng trước. Ta mời mấy chân thần đại viên mãn khác ở trong thiên dung thành này cùng đi với mình. Nhưng không ngờ thiên na vệ kia đã biến thành ác quỷ áo mộ, cực kỳ khó đối phó. Ta có một người đồng hành cũng bị chết dưới tay của ác quỷ đó. Cho nên ta mới tìm huynh để nói chuyện này. Trong chân lý của đạo mà huynh truyền đến, ta phát hiện ra huynh đã bước vào biển chân hải rồi. Dương hồn chắc chắn là phải mạnh hơn nhiều so với các chân thần đại viên mãn chúng ta. Có lẽ huynh có thể đánh bại ác quỷ áo mộ ấy. Ý Na Trinh huynh thế nào? Xem ra đạo kiếm cung chính là thế lực lớn ở nơi này. Nếu như bây giờ có cơ hội gia nhập vào trong đó, chi bằng cùng lại với Hoa Bắc đi thử xem thế nào. Nếu đã như vậy, thế thì ta sẽ đi cùng với huynh. Được, vậy thì ta sẽ gọi mấy huynh đệ kia ngày mai lên đường. Ngày hôm sau, ở cửa thành, đến đây Hoa Bắc. Các ngươi ngược lại là đến khá sớm đấy. Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Na Trinh huynh, bằng hữu ta vừa mới quen. Hắn sẽ đi cùng với chúng ta, Na Trinh huynh xin chiếu cố. Sao Du Mộc Chi còn chưa đến? Ngươi vẫn chưa xem thông báo, ngươi vẫn chưa thông báo với hắn hay sao? Đừng nhắc đến nữa, lần trước huynh dẫn Du Mộc Chi đi một lần, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Tối qua ta không tìm thấy hắn, nghe nói hắn đã đem tin tức này tiết lộ cho một vài người ở bên cảng rồi. Có lẽ bây giờ có mấy người đi theo hắn lên đường rồi. Cái gì? Hơn nữa mấy người mà hắn tìm đến đều là các hộ vệ của mấy đội buôn đến nghỉ chân tại Thiên Dung Thành. Đương nhiên thực lực sẽ không kém. Nói không chừng bọn họ đang còn chiến đấu với ác quỷ thôi. Không được, vậy bây giờ chúng ta xuất phát luôn đi. Tuyệt đối không thể nào để hắn cướp trước được. Thanh Cẩm Bình Nguyên. Lập tức là đến rồi. Chính là ở đây. Chính là trong hang động này đúng không? Không sai. Chúng ta xuống dưới thôi. Đi theo ta ở ngay bên kia thôi. Ngươi nói Du Mục Chi bọn họ còn ở đây hay không? Không biết, vẫn chưa phát hiện được độc tĩnh gì. Trước tiên phải dùng thần thức để thăm dò xung quanh một chút. Không đúng. Na Trinh huynh sao thế? Thần trí của các huynh không cảm giác được gì sao? Có mấy thứ đang bò qua đây.